Vâng, hello, xin mến chào tất cả bác nhá. Thì như thì không khí Tết cũng cận kề rồi. Và cũng rất là may mắn còn có một tuần nữa là Tết rồi các bạn. Thì ở đây thì em đang có mặt tại kho của Minh Đô. Thì hôm qua em mới bốc được thêm lô hàng nữa. Hàng này vừa về bốc lên kho, bốc đêm qua xong. Thì tổng lô này em về tổng cộng là có hơn 20 đôi thôi. Phục vụ anh em dịp Tết này, nếu còn thừa thì em sẽ bán ra Tết một tí. Để thông báo trên kênh thì ngoài đến lô loa này thì em vẫn còn rất nhiều lô khác nữa. Từ các lô đẩy em đã quay chưa quay này. Bác nhìn lô đẩy chưa quay tí nào luôn. Nhà vài trăm con đẩy không quay được. Hôm trước quay 100 con thôi. Chương trình này khoảng 200 con thì không quay. Chưa quay đến phải hẹn bác ra Tết nhá. Vì hôm qua hôm kia thì mình lên cho bác là 100 con đẩy bonson thì như em bán gần hết rồi đấy. Còn khoảng 17-18 con thôi. Vì thời lượng công việc quá nhiều thì Tết này các bác cũng mua sắm cũng nghe mình đi lắp đặt thời lượng. Đây là tranh thủ, đây là hàng về thêm. Nhà ngoài cái lô này ra thì cũng thông báo biết thì còn rất nhiều lô loa khác. Mời đây em quay người thật việc thật nhé. Tại sao có những bác xem kênh mà em chưa review đến các lô loa này? Nhà của mình nha, em còn rất nhiều lô mà chưa quay được các bạn. Không chuyện nói được nhưng nói nhưng mà không thời gian quay. Đây như lô này là chưa quay này. Lô này chưa quay này. Auto Phà Lan này là đã quay đâu. Auto Phà Lan đã quay đâu này. Lô này chưa quay này. Rồi lô này cũng chưa quay, lô này chắc là mai Hiếu Minh quay. Lô này nhiều ghê đấy. Mới em Hiếu Minh chưa quay này. Quay này để nguyên này. Nhập về nhá. Vệ sinh rồi để nguyên này. Cái này là thương hiệu của Ý nhá. Đấy. Quay này sử dụng là driver của nó ấy. Là 3 đường tiếng không nhá. Sử dụng driver là 3 đường tiếng. Model là LK1203. Nghĩa là 3 đường tiếng. Sử dụng công suất là 600W. Cái súng bát là bát Simli nha, bát chép nhập khẩu Ý luôn nhá. Dòng này thì chắc là ngày mai thì mình quay, hôm nay quay trước lô 13 trước nhá. Lô này nhưng mà ông chuyện thông ý báo là lô này chưa quay. Lô DMX này chưa quay này. Lô đen nét này chưa quay này. Các bác thấy em đã quay lô đen nét này đâu? Để nguyên lô, nghe cái lô này. Tháo phòng ra chưa gọi là chưa tút tát gì. Để nguyên lô chưa quay, lô DMX chưa quay. Đấy. Lô loa của Đức này thì lô này có ít hơn. Lô này thì mình có ít này. Những đôi này đôi sản xuất tại Đức luôn đúng nhá. Germany này. Các nhá. Germany này. Gautix 1201 này. Vì em chưa thời gian em quay. Cái dòng này sử dụng chép là bắt chép RCEP nhá. Bắt chép RCEP này. Sản xuất tại Đức nhá. Gautix. Cái về cùng cái lô xúc kép đấy. Các bác xem kênh em bao giờ xúc kép thì mình bán hết rồi. Còn loa này thì có về có khoảng 7-8 đôi em chưa quay. Việc cũng nhiều quá. Đấy, tổng cộng là 3-4 lô chưa quay rồi. Trên này nữa. Trên này thì có 2 lô chưa quay. Đó, lô Dennett bắt 25 Hiếu Minh chưa quay ạ. Cả lô to luôn, Hiếu Minh chưa quay thế nào cả. Bởi việc nó gấp lắm, lô DMX lại chưa quay. Nhưng 25 về thêm là chưa quay. Trên này có 2 lô chưa quay, dưới kia thì là 3 lô chưa quay. Cộng với về thêm được loa V3. Quay nó hơi tối tí vì là kho các bạn. Kho thì mình để hàng. Luôn như là để em thông báo bác trên kênh là hàng Hiếu Minh là lúc nào có sẵn. Đa dạng, kể cả phục vụ anh em thợ. Anh em thợ thuyền. Đây, những cái lô này là lẻ lô này. Được 5-6 đôi này. EW này. Cái dòng này tiếng rất hay luôn. Đấy, cũng đã quay đâu. Có những khi nhập những lô to về, có những khi có những mã lẻ. Lẻ được khoảng độ 5-6 đôi. Đấy, nhưng mà Hiếu Minh cũng chưa thời gian quay. Nhưng để em thông báo trên kênh là để anh em thợ thuyền cũng các bác biết là Hiếu Minh còn rất nhiều lô chưa quay đến để phục vụ anh em. Vì cái lượng việc cũng nhiều. Như thông báo bác trên kênh thì Hiếu Minh về. Đây. Lô này là tổng cộng 30 đôi. Hiếu Minh Auto. Hiếu Minh Hà Nội 60 là 30 đôi. Đấy, B3 G212, Z bằng G212. Thì đôi này đang bãi thị trường nên đang quật với mức giá khoảng lăn quanh 11 triệu rưỡi, nói chung là lăn quanh 11 triệu rưỡi 12 triệu. Thì Hiếu Minh đang bán đây là chỗ bán cao, còn chỗ bình thường là lăn quanh anh em phải bán 11 triệu. Thì riêng ngày hôm nay nhân dịp cái lô này về trước mong đợi là trước Tết. Rồi về trước Tết thì Hiếu Minh bán xả cho anh em mức giá là 12 triệu 500 ngàn đồng đôi, giá mức giá tốt nhất thị trường Việt Nam luôn. Nhớ nhá. Bao mức giá tốt nhất luôn.
Các bác chơi Dota này, bác không phải đi mua những cái hàng OEM, khỏi đi mua những cái hàng đặt tên, không tên tuổi làm gì, cứ B3 mà dã. Em chỉ bán gọi là mua hàng đập hộp này giá nhỉnh hơn so với hàng hàng bãi được. Có hơn triệu tí thôi. Các bác mua cứ đập hộp này, thì khỏi phải đẹp bao nhiêu phần trăm nữa. Nguyên đai nguyên ghim nhá, vì là đây chật quá. Họ chật, bây giờ em sẽ xin phép em nhấc xuống dưới, em mở review cho anh em. Review luôn, hàng nguyên đai nguyên kiện. Thì báo cáo biết thì đây là lô B3 Zeppelin Z212 chính hãng, hàng chính hãng thôi nhá, hàng chính hãng thì mình cam kết chính hãng, đền gấp 10 lần tiền luôn nhá, hoặc tặng không máy nếu phát hiện hàng giả hàng nhái. Đấy, ok chưa? Đấy, có clip luôn, tặng không nhá, tặng không loa luôn. Vì nếu đi hàng xịn thì anh em bán dòng này nhiều, anh các biết rồi, chỉ có là bờ về được, em nhận được cái lô về nó giá nó tốt thôi. Đấy, nguyên kim nó về này. Đấy, thì đây là tồn kho của nhà máy, nó ăn may được thỉnh thoảng. Như nếu mà trong năm 2023, 2024 rồi là gần như chả trái ôm được lô này cả. Nếu mình ôm được ít này, đấy, thông báo anh em trên kênh, thỉnh thoảng vợt được tí, đấy, không có nhiều. Những cặp loa mới, nguyên đai, nguyên ghim, giá thành hợp lý cho anh em chơi. B3 đến thương hiệu của Đức. Mới nhất là màu đen Max Zeppelin Z212 này thì cái giải bát nó ra rất là hay. Và cái giải tép nó nhuyễn, tiếng cực kỳ phê luôn mà nhá. Đấy, cái dòng này thì đã có rất nhiều bài test rồi, nhưng cái điều quan trọng hôm nay em Hiếu Minh muốn nói là gì, là cùng cái giá tiền này các bác mua chỉ được mua Vũ nhà bỏ ra giá tiền là 12.500.000. Nếu cùng là giá tiền này bác mua hàng mới, bây giờ chỉ mua những cái dòng như là OEM đặt tên thôi, các bác chơi một thời gian các bác tiền có xuống, còn những đô la xịn này các bác chơi chán chê, và cái giá này em bán nhỉnh hơn hàng bãi một tí thôi. Bác chơi chán chê có gì để sau này đổi các nó không ra bao nhiêu cả, vì cái dòng ấy hết giá rồi. Đấy, ôm một cái lô tồn kho nhà máy về phục vụ anh em, những các bác chơi thông báo anh em trên kênh. Bây giờ em sẽ tiến hành là mở trên này chật quá, em sẽ tiến hành bê một đôi xuống dưới nhà, vì hôm qua vào đêm qua kéo hàng lên đây thì em sẽ bê một đôi xuống dưới, em sẽ review chi tiết đến tận để anh em nhá. Vâng, vừa rồi thì mình có quay lô loa ấy, thì em bỏ hẳn ra ngoài trời để quay cho sáng sủa một tí, cũng là giới thiệu chi tiết đến toàn thể các bác anh em đối với lô loa B3, hàng đập hộp nguyên đai nguyên kiện chính hãng về phục vụ anh em nha các bác nhá. Đối dòng B3 Z212 thì đã quá quen thuộc rồi, và bây giờ em sẽ review chi tiết để các bác biết. Thì đây vì là quay để thời gian clip nó đỡ bị dài quá thì em đã mở chiếc sẵn một chiếc. Đáng nhẽ hàng mới này không phải mở đâu, nhưng muốn là quay cho bác nội thất hàng mới nó đẹp như thế nào, vì nó đẹp này, nó mới tinh mà, nhưng quay cái ruột gan để cho anh em nhìn sướng. Cái thứ hai là rạch nguột chiếc hộp nguyên đai nguyên ghim cho bác thế nào. Đối dòng này nhá, là em gửi cho bác là bây giờ thì không gửi hàng nữa rồi, còn bác mua ra thì hàng thì nguyên ghim tầm này chỉ là Hiếu Minh là gửi xe thôi, có nhớ tầm này chỉ gửi xe thôi, xe đò thôi, vì sát tết rồi, tầm này thu điện không nhận nữa rồi, gửi xe đò thôi. Ấy bé nhá, rạch cho anh một cái nguyên ghim này. Với hàng bác nhìn hàng xịn thì bác này bấm rất nhiều ghim luôn, cậy khéo tất cả ghim đồng luôn, nguyên ghim luôn nhé. Em dở một cái nguyên ghim luôn cho bác nhìn. Mô đen bên ngoài Zeppelin Z212 giá đang khuyến mãi dịp Tết cho bác chơi là 12.500.000 đồng một cặp. Mức giá cực kỳ hợp lý luôn. Anh em gửi xe đò này, em hỗ trợ là bao ship xe nhé. Có em qua cửa hàng có để em bớt cho anh em thêm 200.000 đỡ tiền ship xe. Đấy, quá quen thuộc rồi, các bác xem rất nhiều clip bác biết rồi. Thì đây là phần xốp nó này, xốp nó ke rất là dày, còn xốp B3 này đập hộp ấy là ke xốp, bác nhìn là ke thì dày luôn, được cặp luôn. Cái này có trái phải nhá, đúng không nhỉ? Đúng rồi. Trái phải. Thứ nhất là bác mua hàng mới thì được cái là thứ nhất là đập hộp, và cái này nó không bị thiếu một ốc nào cả. Nhiều khi là mua hàng bãi, nhiều khi là bị ăn thiếu mất một hai con ốc là do bị tháo phòng ra ấy, là bị thiếu mất vài con ốc. Và cái này nó liên quan nữa là nó không trùng CD được, đây là trùng luôn CD luôn, đưa tên sách đây. Bên trong ấy thì một chiếc loa ấy, sẽ có một chiếc lưu chiếc xịn, không nhá, chiếc lưu xịn này. Quá quen thuộc rồi, em bóc ra đây xem lưu chiếc này. Và quyển sách, cái hàng tồn kho ở đời 2019 này bác này, tháng 9 mở ra, bác sẽ đi cuối 2019 này bác này, tháng 9 2019 này. Sản xuất là kho nhà máy xem một gì A101 tem, và tem thì có tem thẻ có nhá. Bên trong có quyển sách hướng dẫn này, cặp loa đến thương hiệu của Đức thì quá chất lượng. Bên trong quyển sách này, series khóa học cắm loa nhé.
Với giá tiền này bác chơi thì bác đỡ phải mua những dòng đặt tên, những hàng OEM không tên tuổi làm gì. Ví dụ như là một đôn loa, ví dụ như là hàng đập hộp này, ví dụ nó đắt quá khoảng 4-50 triệu thì mới phải nghĩ ngợi. Đấy, còn đâu nếu mà phân khúc tầm 12 triệu rưỡi thì nó ăn đứt tất cả những mẫu loa thị trường mà đang bán. Kể cả nhà mình đang bán những dòng như PS hay những dòng DB hay những dòng như là Adni hay những dòng AP, với những dòng loa của hãng đó thì với phân khúc này tầm này tiền thì ăn đứt tất cả luôn đúng không nhá. Nói rõ luôn quan điểm luôn để các bác biết mua hàng. Trong những anh con ra trận, nhấc ra trận. Lưu trích của nó xịn lắm, lưu trích cũng xịn luôn, xoáy anh lưu trích ra. Nó khác với lưu trích thường luôn nhá. Lưu trích của công ty nó xịn lắm. Đấy, nhìn chưa? Nó to và nó làm từ cái lớp xoáy nó to này. Còn nếu mua lưu trích bình thường thì là nó kém hơn cái này. Lưu trích này, từ ốc kìa. Ốc nó bằng chân inox nhá bác nhá. Khác còn nặng hơn nhá, nó nhựa đặc, nó nặng hơn. Xoáy lại dần thì xoáy lại giảm nhá. Rơi mất cái vòng dưới này, nhấc ra đi. Vì là hàng mới thì không nói đến độ đẹp bao nhiêu phần trăm, mà quan trọng là nó là xịn thôi, quay cho anh em để anh biết thôi. Úp ngược lại, nguyên ghim luôn. Được không? Kéo rách thùng của anh. Đấy, anh em phải lốt cái xốp này vào này. Để bác nhìn, em nhìn quay cho bác cái hậu này. Cái hậu dòng này nhá, này bác nhìn không? Cái hộc nó này, hộc nó đâu, trong nó còn cái tấm inox xoáy này để giữ rất là chắc luôn bác nhìn không? Đấy. Nhiều khi có mua những con đôi hàng bãi. Đấy, những cái chân này nó bị bám nó còn gì, nó bị oxy hóa rồi. Đây mua đôi mới, nó bánh răng này. Tấm này bằng gang nhá. Gang luôn. Ốc. Dựng lên anh. Dựng theo chiều rồi. Đây này. Cái hộp này này. Bằng gang nhá nhá. Cái này này. Đấy. Hàng xịn bằng gang này. Đấy. Nói chung là quay này nhìn phát biết ngay rồi kìa. Em muốn là quay để phân tích cho bác kỹ thôi. Bà mới mua hàng nhưng bác đang dùng không biết. Đây. Để đánh được đôi loa này thì bác đánh cho em trên con đẩy nó rơi khoảng 400-500W bác nhá. Model Max Z Mang Z 212 trùng CD luôn nhá, vì nó là hàng đập hộp mà. Bác nhá. Rất là đẹp luôn. Kiểu dáng rất đẹp và thiết kế cái giải do dùng sử dụng driver nó là giải ống thoát hơi phía trước. Đấy, vì cái dòng này là dòng xuất Âu. Nên vậy thì B3 họ xuất ra rất nhiều thị trường. Dòng xuất Âu nên là cái driver thoát đứng trước này khi cái giải âm nó ra ấy, thì nó sẽ là cái nó tán âm ra phía trước sẽ nó đều giải hơn các bác nhá. Và sử dụng đồ con này sử dụng là từ của nó là từ 17 coi 76 các bác nhá. Từ 17 coi 76. Bát từ 17 coi 76. Vì nó mới lên là keo nó hồng rượu này. Các bác dùng càng lâu thì nó sẽ bị sậm đỏ đi. Nghe là sậm đi, sậm xanh đi. Sậm xanh sậm đỏ đi thì nó mới thì nó hồng đỏ. Hồng luôn nhá. CD này. CD này nó là CD nó kiểu nào bác nhỉ? Khắc laser, bác nhá, khắc laser trên từ. Lẫy đồng này. Bát này, gân vàng rộ bác nhá. Lón là lón thụt, nghe lón ở đây là nó lõm bác nhá. Dòng 13 CD đấy là nó lõm. Quay cho bác biết độ đẹp này. Hàng mới tinh đập hộp. Bên trong thì sẽ là bông lông chuột bác nhá. Nghĩa là cái bông này này càng để lâu sẽ ngả một hơi đầy, bắt đầu ngả này. Để em biết mô tả này làm sao này. Có dùng một thời gian thì nó sẽ ngả nó sẽ nó hơi bạc trắng nhẹ. Đây là mới hơn thì nó sẽ là bông lông chuột, như là nó sậm đen hơn này. Để càng lâu này nó sẽ ngả nhá, nó sẽ ngả nhá, bông lông chuột. Để cái dây nó này, bình thường bác mua trên những con đôi hàng bãi ấy, cái dây này sẽ bị tan đi rồi, nó tan rồi. Cái dây này là dây quấn dây này, cái này nó là xốp nhá, mút xốp này. Đây thì cái này là tì mạnh này, nó cũng hơi chảy này. Còn dai vì nó mới các bác nhá, mới. Mã CD hậu này. Tất cả hàng chính hãng, các bác nhìn cái chân nó bơm keo rất là khôn. Tại vì em muốn quay cái đôi mới này phân tích kỹ để bác biết là bác nhìn vào những đôi bãi thì
nó sẽ có rất nhiều điểm khuyết thiếu, nó không được như những đôi hàng mới này. Nhất là mã CD này, hậu nó vẫn còn này. Đấy. Đấy, bỏ cái bỏ qua bát ra. Bát ra, bát ra. Ok, nhớ cái chép lên. Cái dòng này dùng của chép thì cái độ tiếng chép của dòng này thì rất là hay. Vì nó dùng chép con này chép là chép cái bích từ nó rất là dày đúng không nhá? Bích từ rất là dày. Đấy. Dòng này coi là coi 44 đúng không nhá? Coi 44 B3. B3 Theta Ray. Đấy. Coi 44. Phấn từ. Giữ cho anh. Em quay phần tần. Thì phần tần đây bác nhìn này, màu đen. Giữ cho anh nhá. Tội máy dạ không được nét lắm. Màu đen Z12 Z12 LD, mã CD. Đấy. Từ góc chân linh kiện này bơm rất cẩn thận từ chân keo này. Được chưa? Bơm cẩn thận. Với dòng này sử dụng có diốt. Cái dòng này đánh thì không lo bị cháy bát hay chép. Tại sao lại vậy? Thì báo cáo biết thì B3 ấy, thì cái đặc thù nó là cái phân tần của nó họ thiết kế ra là đánh không lo bị cháy bát hay chép, vì có nguyên nhân của nó là cái do cái phân tần này này. Nó sử dụng cái phân tần xử lý của nó rất là kỹ và nó có con diốt để điều chế các nhá. Nghĩa là phân tần gọi chống cháy bát thì chép đấy, hiểu là thế. Đấy, còn có mua hàng bãi nhiều khi có những cái là anh em sẽ bị dụng cái chở này hay thay mất cái tụ này. Có trường hợp thế, tại vì là vì cái phân tần này nó có chế độ lọc các nhá. Còn nếu mua hàng mới đây thì khỏi phải nghĩ rồi. Đập hộp luôn nhá. Tỉ tít một lâu. Quay review anh. Chi tiết đến này các bác, tất cả ốc lục quấn ren. Cắt ngọt rất là ngon và mịn. Thì hôm nay em thì cũng làm clip và phân tích rất là chi tiết rồi đến Lola B3 Z12 hàng nguyên hộp đập hộp. Giá chỉ nhỉnh hơn hàng bãi một chút thôi. Thì cũng một chút thôi, thì mình bán xả Tết cho anh em chơi. Anh em ghép dàn, với những bộ dàn ghép vào thì bộ nó khoảng độ 20 triệu hoặc hơn 20 triệu là có được bộ Lola xịn sò. Đập hộp luôn nhá, không phải đẹp bao nhiêu phần trăm. Không phải lo vấn đề zin là bị côn, bị sửa chữa hay chưa hay gì cả, thì nó hàng đập hộp luôn mà. Đấy, anh em có nhu cầu thì liên hệ đơn vị Miro nhé. Và xin ái chào được bác nhá.